trong tất cả chúng sinh thọ sinh tất cả bốn thiên hạ phương dưới phương trên nhập trong chúng sinh tiểu thiên thế giới khởi trong chúng sinh tiểu thiên thế giới nhập trong chúng sinh trung thiên thế giới khởi trong chúng sinh trung thiên thế giới nhập trong chúng sinh đại thiên thế giới khởi trong chúng sinh đại thiên thế giới nhập trong chúng sinh trăm ngàn ức na do tha ba ngàn đại thiên thế giới khỏi trong chúng sinh trăm ngàn ức na do tha ba ngàn đại thiên thế giới nhập trong chúng sinh vô số thế giới khỏi trong chúng sinh vô số thế giới nhập trong chúng sinh vô lượng thế giới khỏi trong chúng sinh vô lượng thế giới nhập trong chúng sinh vô biên cõi phật khỏi trong chúng sinh vô biên cõi phật nhập trong chúng sinh vô đẳng cõi phật khỏi trong chúng sinh vô đẳng cõi phật nhập trong chúng sinh bất khả số thế giới khỏi trong chúng sinh bất khả số thế giới nhập trong chúng sinh bất khả xưng thế giới khỏi trong chúng sinh bất khả xưng thế giới nhập trong chúng sinh bất khả tư thế giới khỏi trong chúng sinh bất khả tư thế giới nhập trong chúng sinh bất khả lượng thế giới khỏi trong chúng sinh bất khả lượng thế giới nhập trong chúng sinh bất khả thuyết thế giới khỏi trong chúng sinh bất khả thuyết thế giới nhập trong chúng sinh bất khả thuyết bất khả thuyết thế giới khỏi trong chúng sinh bất khả thuyết bất khả thuyết thế giới nhập trong chúng sinh tạp nhiễm khỏi trong chúng sinh tạp nhiễm nhập trong chúng sinh thanh tịnh khởi trong chúng sinh thanh tịnh nhập trong chúng sinh tạp nhiễm khỏi Nơi mắt nhập, nơi tai khỏi, nơi tai nhập, nơi mắt khỏi, nơi mũi nhập, nơi lưỡi khỏi, nơi lưỡi nhập, nơi mũi khỏi, nơi thân nhập, nơi ý khỏi, nơi, nơi ý nhập, nơi thân khỏi nơi mình nhập nơi họ khởi nơi họ nhập nơi mình khởi trong một hạt bụi nhập trong hạt bụi vô số thế giới khởi trong hạt bụi vô số thế giới nhập trong một hạt bụi khởi thanh văn nhập độc giác khởi độc giác nhập thanh văn khởi thân mình nhập thân phật khởi thân phật nhập thân mình khởi một niệm nhập ức kiếp khởi ức kiếp nhập một niệm khởi đồng niệm nhập thời khác khởi thời khác nhập đồng niệm khởi tiền tế nhập hậu tế khởi hậu tế nhập tiền tế khởi tiền tế nhập trung tế khởi trung tế nhập tiền tế khởi ba đời nhập sát na khởi sát na nhập ba đời khởi chân như nhập ngôn thuyết khởi ngôn thuyết nhập chân như khởi Phật tử ví như có người bị quỷ nhập làm cho thân họ rung động không thể được an, quỷ không hiện thân khiến thân họ như vậy. Đại Bồ Tát trụ tam muội này cũng lại như thế, thân mình nhập định thân họ khởi, thân họ nhập định thân mình khởi. Phật tử ví như tử thi, vì nhờ lực của chú mà có thể dậy đi, tùy theo các việc đều làm được. Tử thi và chú tuy đều khác biệt mà có thể hòa hợp thành tựu việc đó đại bồ tát trụ tam muội này cũng lại như thế đồng cảnh nhập định mà khác cảnh khởi khác cảnh nhập định mà đồng cảnh khởi